Kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày thứ năm cuối tháng 11, hầu hết các hội thánh ở trên nước Mỹ và cả những cư dân sống trên đất Hoa Kỳ đều tổ chức ngày lễ tạ ơn. Nhưng lịch sử của ngày lễ tạ ơn như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ngược dòng thời gian, vào ngày 6 tháng 9 năm 1620, có 102 người, vừa là đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng những vật dụng và gia súc, họ đã bước lên một chiếc tàu làm Mayflower. Họ rời khỏi Anh Quốc, vượt qua Đại Tây Dương để hướng về đất mới. Họ ra đi để tìm tự do tôn giáo. Tại đây, họ mang một tên gọi mới, đó là những người hành hương. 9 tuần rưỡi lên đên trên biển cả, họ chịu đựng biết bao nhiêu thử thách, sóng gió, bão táp, đói khát, bệnh tật. Có 2 người trong số họ đã thiệt mạng trong cuộc hành trình trên. Và ngày thứ hai, 13 tháng 11 năm 1620, lần đầu tiên họ bước chân xuống đất sau hơn 2 tháng chen chúc nhau trên chiếc tàu định mệnh Mayflower. Họ rất vui mừng và cũng xen lẫn sự sợ hãi. Mùa đông năm đó quá lạnh, thực phẩm lại thiếu, họ sống trong những ngày rất khó khăn. Tháng 12 có 6 người đã qua đời. Qua tháng Giêng thì có 8 người qua đời và số người qua đời tăng lên 17 người ở trong tháng 2, 13 người ở trong tháng 3. Họ phải chôn những người xấu số này một cách lặng lẽ trong đêm tối, bởi vì họ sợ thổ dân người da đỏ biết được sự yếu đuối của họ mà tấn công họ chăng. Nhưng may mắn thay, không có một sự xung đột nào giữa những người thổ dân da đỏ và những người hành hương cả. Trái lại, thì dân da đỏ rất là thân thiện và họ đã tận tình để mà giúp đỡ những người hành hương trong cuộc sống mới ở tại đây. Họ dạy cho những người hành hương biết cách trồng tỉa, săn bắn, nấu nướng, vân vân. Tháng 4, họ cùng nhau trồng bắp dưới sự chỉ dẫn của một người da đỏ tên là Squanton. Những cái luống bắp này sẽ quyết định cho sự sống còn trong mùa đông sắp tới. Họ vui mừng vì mùa xuân và mùa hè năm 1621 thật quá tuyệt đẹp. Bắp lên tươi tốt, hứa hẹn một vụ mùa no nê như lòng của họ mơ ước. Rồi mùa đông lại về. Nhưng bây giờ không còn là một mối đe dọa nữa. Mùa màng đã gặt hái xong, họ có dư thực phẩm để sống qua những ngày giá rét, đông lạnh. Cũng không còn phải sợ lạnh vì họ đã xây dựng được 11 căn nhà rất là vững chắc, có đủ để cho họ quây quần và sum họp nhau. Và đó là lý do họ quyết định tổ chức một ngày hội mùa để tạ ơn Thượng Đế. Và lễ tạ ơn được bắt đầu từ đây. Thực phẩm chính ở trong ngày lễ tạ ơn này gồm có bắp, bí đỏ, chim, vịt, ngỗng và đặc biệt là gà tây. Họ cũng mời khách là những thổ dân da đỏ đến để cùng chung vui với họ. Một tù trưởng đã dẫn 90 dũng sĩ đến để mà cùng dự bữa tiệc. Và cũng đã đem biếu cho thống đốc của cái nhóm người hành hương lúc bấy giờ, tức là ông Fred Ford, 5 con nai ở trong ngày lễ tạ ơn đó. Họ ăn uống, vui chơi suốt cả tuần lễ. Lịch sử của ngày lễ tạ ơn của người Mỹ cũng thăng trầm theo vận nước của họ. Không có một ngày nhất định, các tiểu bang thuộc địa đầu tiên không thống nhất được cái ý kiến chung. Họ giữ ngày lễ tùy tiện mà họ cho là thích hợp. Khi cuộc cách mạng giành độc lập từ tay người Anh được thành công, họ mới nghĩ đến việc là tổ chức lễ tạ ơn cho 13 tiểu bang đầu tiên. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington đã kêu gọi người dân Mỹ giữ một ngày để làm lễ tạ ơn, tức là ngày thứ năm, 26 tháng 11 năm 1789. Nhưng sau đó thì lễ tạ ơn cũng không được mọi người công nhận trên một cái ngày tháng nhất định. Do vậy, càng ngày thì càng có nhiều người đưa ra ý kiến là phải có một ngày nhất định và phải đưa lễ tạ ơn thành quốc lễ, National Holiday.
và họ đã trao cái quyền quyết định đó cho chính phủ liên bang. Một trong những người có công để thúc đẩy cho ngày lễ tạ ơn đó là bà Sarah Joseph Hale. Bà là một tác giả. Năm 1837, bà trở thành chủ bút của tạp chí phụ nữ nổi tiếng. Bà đã viết hàng trăm lá thư gửi cho các nghị sĩ quốc hội và những người có thế lực thời bấy giờ để với yêu cầu đưa Thanksgiving vào quốc lễ. Và trong thời kỳ nội chiến năm 1861, bà đã viết một bức tâm thư để kêu gọi hai phe buông súng một ngày để mà giữ lễ tạ ơn. Nhưng không có phe nào chịu nghe cả và bà rất thất vọng. Mãi đến năm 1863 thì Tổng thống Abraham Lincoln nhận thấy chiến tranh đã đến hồi kết thúc nên chỉ định cái ngày thứ năm cuối của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Nhưng chẳng may thay, sau đó Abraham Lincoln đã bị ám sát và vị tổng thống kế tiếp là Andrew Johnson lên làm tổng thống tiếp tục truyền thống cũ. Nhưng đổi lại ngày thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11 làm lễ tạ ơn. Rồi trong một thời gian từ năm 1939 đến năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt chỉ định cái ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba ở trong tháng 11 để làm lễ tạ ơn thay vì là thứ năm trong tuần lễ thứ tư. Nhưng lần này thì Tổng thống đã bị những nhà thương mại và những đảng viên của đảng Cộng Hòa đã chống đối một cách dữ dội bởi vì họ cho rằng Tổng thống đã đi ngược lại cái truyền thống cũ. Hai năm sau, Roosevelt đã rút lại quyết định và đặt ngày thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Và từ đó, lễ tạ ơn được cố định là ngày thứ năm cuối của tháng 11. Kính thưa quý vị, Tổng thống Washington đã khuyên người dân Mỹ, giàu đất nước như thế nào cũng phải tạ ơn Thượng Đế. Và Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, từ câu 16 cho đến câu 18 chép như sau. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Thi Thiên 103 câu 2 chép. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Cầu xin Chúa ban cho tôi và quý vị có một tinh thần luôn tạ ơn Thượng Đế vì chúng ta là tạo vật của Ngài. Amen.